Rồi hai đứa nhìn lên đây thấy hết chưa? Dạ thấy rồi. Rồi, đây thấy chưa con? Rồi, lên nè, con phải tắt tiếng liền. Rồi, chú ý đây. Thứ tự thực hiện các phép tính. Đối với các biểu thức không có dấu ngoặc nè, nếu chỉ có phép cộng và phép trừ, hoặc chỉ có phép nhân và phép chia, thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải nè, từ trái sang phải, được chưa? Từ bên con ngồi, tụi con ngồi như vậy, ta trái là bên trái, ta phải là bên phải. Nếu có phép cộng trừ nhân chia nâng lên lũy thừa thì ta thực hiện nè, nâng lên lũy thừa trước, được chưa? Nâng lên lũy thừa rồi đến nhân chia rồi cuối cùng mới đến cộng trừ, nghe rõ không? Đó, các phép thứ tự để mình làm vậy nha. Rồi mình ví dụ nè, ví dụ một câu A, 23 cộng 47 trừ 52, ở đây là chỉ có cộng và trừ không, đúng chưa? Thì ta thực hiện từ bên trái sang bên phải đó, từ bên trái sang bên phải thì ta lấy 23 cộng 47 là ra 70 nè, rồi ta mới trừ 52 là ra 18, là từ bên trái sang bên phải, hiểu chưa hai đứa con? Rồi hai câu B là 24 nhân 5 chia 3 nè. Như vậy cái phép này là chỉ có là gì, nhân với chia thôi. Như vậy ta cũng thực hiện từ bên trái sang bên phải. Bên trái là lấy 24 nhân 5 là ra 120. Rồi ta mới là 120 ta chia cho 3 là ra 40. Hiểu chưa? Rồi, tiếp tục nè, câu C. Hai mũ trong phép toán là 2 mũ 2 nhân 3 cộng 3 nhân 7 trừ 18 chia 9. Thì con thấy nè, trong cái biểu thức này vừa có nâng lên lũy thừa là 2 mũ 2, vừa có nhân, vừa có chia, vừa có cộng, vừa có trừ. Như vậy theo quy tắc là ta làm, ta thực hiện cái nâng lên lũy thừa trước, được chưa? Nâng lên lũy thừa trước. Xong rồi ta thực hiện phép nhân chia trước rồi mới cộng trừ sau, hiểu chưa? Rồi, nâng lên nè, 2 mũ 2 nhân lên là 4. Được chưa? Từ từ làm thêm bước nữa là ta nó thực hiện là nâng lên lũy thừa trước. Đó, nói vậy cho đúng lý thuyết, nâng lên lũy thừa là này 4 nè. Thấy chưa? Nâng lũy thừa trước. Rồi nhân chia trước thì 4 nhân 3 là 10, 12. 7 nhân 3 là 21, 18 chia 9 được 2. Thấy chưa con? Rồi, xong rồi, nâng lên lũy thừa rồi, rồi tới nhân chia trước rồi. Rồi bây giờ tới biểu thức này chỉ có cộng với trừ thì ta thực hiện từ bên trái sang bên phải. Như vậy lấy nè, 12 cộng 21 ra 33, rồi ta trừ cho 2 ra 31. Hiểu không? Hai đứa con hiểu không? Rồi, hiểu, ok, tiếp tục. Đối với các biểu thức có dấu ngoặc, nếu chỉ có một dấu ngoặc thì ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước. Nếu có các dấu ngoặc nè, ngoặc tròn nè, ngoặc vuông nè và ngoặc này gọi là ngoặc hoa hay là ngoặc nhọn, đấy nha. Thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc tròn trước, rồi tới phép dấu trong ngoặc vuông, rồi cuối cùng mới trong ngoặc ngoặc nhọn. Hiểu chưa? Rồi đây, ví dụ như là ví dụ 2. 30 cộng 80 tất cả trong mặt tròn nhân 2 cộng 20 chia 4. Thì bây giờ nè, thứ nhất á là ở trong này con thực hiện trong cái mặt tròn này trước là 30 cộng 80 ra 110. Còn ở trong biểu thức này có cộng trừ nhân chia thì mình dùng chia trước là 20 chia 4 được 5, hiểu chưa? Rồi cái biểu thức này có cộng và có nhân thì ta thực hiện phép nhân trước, 110 nhân 2 ra 220. Đó, rồi cộng với 5 như vậy ra 225. Rồi hai đứa con hiểu rõ này không? Rồi tốt. Rồi tiếp tục tới câu B nè. Tới câu B nè. 10, 15 cộng 75 tất cả chia 2 trừ cho 80 chia 4 nè. Mình thực hiện trong mặt trước. 15 cộng 75 ra 90 chia 2 ghi lại. Rồi, trong này ta thực hiện phép nhân. Rồi, nhân trước.
Thầy chia trước nè, 80 chia 4 được 20. Xong rồi trong cái phép này là có trừ và phép chia, như vậy ta thực hiện phép chia trước. Rồi ta lấy là 90 chia 2 được 45 trừ 20. Rồi 45 trừ 20 ra 25. Hiểu không hai đứa con? Dạ hiểu. Rồi cái nào cũng hiểu hết nha. Rồi ở đây qua các ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết thì đâu để chỉ cho các con một cái ví dụ cho nó khó khó. Rồi thì đây, đây ví dụ 1, 36 trừ cho 18 chia 6 ha. Rồi trong này là phép tính này có phép trừ phép chia, ta thực hiện phép chia trước là lấy 36 trừ ghi lại 18 chia 6 được 3. Rồi ta lấy 36 trừ 3 bằng 33. Hiểu không? Dạ hiểu. Rồi câu B nè, 2 x 2 mũ 3 trừ cho 24 chia cho mở ngoặc đóng ngoặc 6 x 2. Thì bây giờ nè, thứ nhất là nâng lên lũy thừa trước là 3 x 2 và 3 mũ 2 là 9, trong ngoặc trước 6 x 2 12. Hiểu chưa? Rồi xong xuôi rồi á, là trong này gồm có nhân, chia và trừ. Như vậy ta thực hiện phép nhân chia trước, 2 x 9 bằng 18, 24 chia 12 được 2. Rồi ta thực hiện phép trừ, 18 trừ cho 2 bằng 16. Hiểu không? Hai đứa con hiểu không vậy? Dạ hiểu. Con rốt nhìn lên đây, ngồi nhìn thẳng vô trong bàn, tập trung chú ý nghe, đang giảng bài là không được quay đi đâu, không được nói gì hết. Nghe rõ không? Rồi sạch chưa? Rồi nhưng mà tập trung ở đây này. Rồi tập trung đây. Câu C nè, 120 cộng mở ngoặc vuông nè, 55 trừ mở ngoặc tròn nè, 11 trừ cho 3 x 2 đóng ngoặc tròn mũ 2 lên, nâng lên lũy thừa rồi cộng 2 mũ 3. Như vậy thứ nhất, thì bây giờ trong cái biểu thức này nè, mình lũy thừa mình tính trước, rồi trong ngoặc là trong ngoặc tròn mình tính trước. Lũy thừa 2 mũ 3 bằng 8 nè, đó mình tính trước được chưa? Rồi ở đây là trong cái trong ngoặc tròn mình tính trước, mà trong ngoặc tròn này á là có phép trừ và phép nhân, mình sử dụng phép nhân trước là 3 x 2 bằng 6, được chưa? Rồi đó, rồi cái trong ngoặc tròn này mình làm sử dụng trước, 11 trừ 6 bằng 5, thấy chưa? Mấy cái này ghi lại hết nha, chưa sử dụng là ghi lại hết. Rồi 2 mũ 3 bằng 8 rồi đó. Rồi xong rồi nè, cái trong này á, trong mặt trong cái ngoặc chung này á là mình tính, nhưng mà có lũy thừa là mình phải tính trước. À 5 lũy thừa 2 là bằng 5 x 5 bằng 25. Đó, 25. Rồi, như vậy trong ngoặc chung mà tiếp tục mình tính trong ngoặc chung trước. Thấy chưa? Trong ngoặc chung nè. Rồi, 55 mà trừ cho 25 là bằng 30, được chưa? Xong trong ngoặc chung rồi á thì bắt đầu phép đây là chỉ có là vừa cộng với trừ thì mình thực hiện bên trái sang bên phải trước. Rồi 120 cộng 30 ra là 150. Thấy chưa? Xong 150 rồi cộng 8 là 158. Hiểu không hai con? Hiểu rõ không? Rồi tắt tiếng. Rồi tắt tiếng. Rồi tiếp tục nè. Ví dụ 2, tính các giá trị của biểu thức 1 cộng cho 2 mở ngoặc A cộng B đóng ngoặc trừ 4 mũ 3 khi A bằng 25, B bằng 9. Như vậy khi A bằng 25, B bằng 9 thì ta thay A bằng 25 và B bằng 9 vào. Thấy chưa? Là 1 cộng cho 2 A cộng B, A bằng 25, B bằng 9 rồi trừ 4 mũ 3. Được chưa? Rồi xong rồi đây này, nhớ nè, cái này là phép phép nhân thì cái mở ngoặc này mình có thể ghi dấu nhân là dấu chấm hoặc không ghi cũng được. Nhớ rõ nha. Đó, tại vì nó số và nó có ngoặc. Rồi, như vậy bây giờ trong biểu thức này thì có nâng lên lũy thừa ta làm trước và trong ngoặc ta làm trước. Rồi, ta lấy trong ngoặc 25 cộng cho 9 là ra 34. 4 mũ 3 là ra 64. Được chưa? Rồi trong cái biểu thức này nè, có phép nhân cộng trừ nhân. Như vậy ta làm phép nhân trước. 2 x 34 bằng 68. Xong rồi là gì?
Trong biểu thức này chỉ có cộng với trừ, ta thực hiện từ trái sang phải. 68 cộng 1 ra 69, 69 trừ 64 bằng 5. Hiểu không hai đứa con? Dạ hiểu. Ừ. Mày hiểu không con? Hiểu không chứ? Dạ hiểu. Hiểu nha. Rồi ta tiến hết. Tiếp tục câu B nè. Thay x bằng 8, y bằng 1 vào cái biểu thức ta được. Đây là cái biểu thức câu B nè. 2x trừ mẫu ngoặc 2 mũ 3 nhân 4 trừ 16 đóng ngoặc chia y, rồi nhân 1238 khi x bằng 8 và y bằng 1. Thay x bằng 8 vô đây, y bằng 1 vô đây, ta được. Thấy chưa? 2 nhân 8 trừ 2 mũ 3 nhân 4 trừ 16 chia cho 1. Tất cả đóng lại nhân 1230. Rồi, như trong biểu thức này nè, mình sử dụng là thứ nhất nhân chia trước, lũy thừa trước, 2 mũ 3 bằng 8 nè, thấy chưa? Còn cái này trong biểu thức này là 2 nhân 8 bằng 16, mình làm đồng thời như vậy. Hiểu chưa? Rồi con này ghi lại hết. Thứ xong trong biểu thức này thực hiện trong cái mặt tròn trước nè, mà trong mặt tròn biểu thức nó có là nhân và trừ. Như vậy ta thực hiện phép nhân trước, 8 nhân 4 bằng 32. Rồi ta ghi lại hết. Rồi, cái trong cái mặt tròn này nè, ta sử dụng trong mặt tròn trước. 32 trừ 16 là ra 16, thấy chưa? Rồi chia 1 ta ghi lại hết. Rồi 16 mà chia tức là trong trong có mặt vuông nè, ta giờ ta thực hiện trong mặt vuông trước. Mà trong mặt vuông này có phép trừ và phép chia, ta thực hiện phép chia trước. Rồi 16 chia 1 bằng 16. Rồi ta sử dụng, ta ghi này lại. Trong mặt vuông ta sử dụng trong mặt vuông trước. 16 trừ 16 bằng 0. Như vậy 0, chỗ này phép nhân nhưng phải chia nha. 0 mà nhân cho 1230, bất kể số nào nhân với 0 cũng đều bằng bằng 0. Hiểu không hai đứa con? Dạ hiểu. Rồi hiểu nha, cái biểu thức này rất quan trọng nha. Đó, mấy bài sau làm nè. Rồi bây giờ làm bài tập tự luận ha. Xong tự luận tới trắc nghiệm. Dạ rồi. Nhớ bài biểu thức này rất quan trọng nè. Rồi hai đứa nhìn lên đây thấy chưa? Rồi. Rồi nhìn lên đây. Đây nè, lập biểu thức tính diện tích hình chữ nhật ABCD nè. Diện tích hình chữ nhật á là bằng cái gì con? Hả? Dạ muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân chiều rộng. À rồi, như vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật là ta lấy chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy chiều dài ở đây là gì? Chiều dài AB nè là bằng a nè cộng 1, đúng chưa? Chiều dài đó, chiều dài hình chữ nhật AB là bằng a nè cộng 1 nè, thấy chưa? Đó, a cộng 1. Rồi nhân với chiều rộng, chiều rộng ở đây là a, thấy chưa? Nè, mình cho a rồi, có thấy không? Đó, diện tích đó, diện tích hình chữ nhật là bằng chiều dài nè nhân với chiều rộng nè, tức là chỗ này là chiều dài là AB nè nhân với chiều rộng là AD. Rồi AB là bằng a này cộng 1, còn chiều rộng là gì? A. Hiểu chưa con? Hiểu. Ừ. Hiểu. Rồi cái đó là câu câu A. Rồi giờ tới câu B nè. Cái gì? Tính diện tích hình chữ nhật khi A bằng 3. Diện tích hình chữ nhật nè. Khi A bằng 3. Rồi như vậy thế vô ra theo con. Khi A bằng 3 thì mình thay A bằng 3 vô. 3. 3. 3. Được chưa?
Rồi tính trong mặt trước nè, 3 cộng 3 là 6 cộng 1 là 7. 7 nhân 3 là 21. Đơn vị của nó a cm thì đơn vị của nó là cm vuông diện tích. Đó, con có biết tại sao cm vuông không? Hai đứa tại sao mà đây cho a bằng 3 cm mà là diện tích nó là phải là cm vuông? Hả? Ở diện tích là bằng chiều dài nhân với chiều rộng cm nhân cm ra cm vuông, hiểu không? Rồi nhìn lại nè, căn hộ nhà bác Cường diện tích là chừng này, là 105 mét vuông, ngoại trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích là 30 mét vuông, toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 mét vuông được lát bằng gỗ loại 1, 350.000 đồng trên mét vuông. Phần còn lại dùng bằng gỗ loại 2 giá 170.000 đồng trên mét vuông, công lát là 30.000 đồng trên mét vuông. Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn căn hộ trên, tính giá trị của biểu thức đó. Hôm nay con giá trị này nhìn lên đây nè, đây thứ nhất là con thấy gì đây, thứ nhất diện tích căn hộ là chừng này, như vậy diện tích còn diện tích bếp và vệ sinh là ngoài nó, ngoại trừ tức là mình trừ nó ra đúng không, mình trừ nó ra, như vậy diện tích căn lót này được chưa, diện tích căn lót này là gì, 105 trừ cho 30 bằng nhiêu đây, tính ra có 105 trừ cho 3, trừ cái này một đêm đi mà tính, 5 trừ 0 ra 5 nè, 0 trừ 3 là 10, trừ 3 còn 7 nè. Ôi giời ơi, đó 70 mới dùng đó, diện tích này diện tích cần cần lót. Rồi xong rồi gì, toàn bộ những cái còn lại được lót gỗ như sau: 18 mới dùng được lót bằng gỗ loại 1, giá gì, 350.000 đồng, như vậy 18 nè, 18 mới dùng mà mỗi mét vuông á là 350.000 đồng, có phải nhân cho 350.000 đồng đấy không? Đúng chưa? Rồi cộng nè, cộng với là gì? Phần còn lại là bao nhiêu con? 18 mét vuông á là mình lót gỗ loại 1, mà lỗ gỗ là 1 là 350.000 đồng trên một mét vuông. Cái phần còn lại á là con biết bao nhiêu không? Tụi con biết phần còn lại bao nhiêu không? Hai đứa con biết phần còn lại bao nhiêu không? 75 chứ con. Sao 75 được? Nó nè, bây giờ nè, 105 là toàn nhà, trừ cái bếp với nhà vệ sinh ra 30 là còn 75. 75 trong 75 này là mình lót hết 18, 18 mới vuông rồi nè. Nghe chưa? Cho nên cái phần mà còn lại chính là 75 trừ cho 10, 18. Có hiểu không con? Cái phần diện tích cần lót đó. Rồi cái loại 2 này á lại nhân cho 170.000. Được chưa nè? Nghìn đồng. Rồi cộng thêm nữa là gì? Công lót á là gì? 30.000 đồng trên mấy vuông. Mà tổng cộng là lót 75 mấy vuông đúng không? Như vậy là 75 nhân cho 30.000. Đó, đó là cái biểu thức cần tính đúng chưa con? Hai đứa có hiểu không nè? Đọc đề là mình phân tích.
Dạ hiểu. À, thứ nhất là nói lại lần nữa nè, chứ dạ hiểu này vẫn yếu quá. 105 mét vuông là toàn nhà, ngoại trừ cái bếp và vệ sinh 30 mét vuông là không lót là trừ ra, ngoại trừ là mình trừ ra. Như vậy còn là 75 mét vuông là cái diện tích mình cần lót, là thứ nhất. Cái thứ hai, 18 mét vuông được lót bằng gỗ lọ 1 350.000 đồng trên mét vuông. Mà 1 mét vuông là 350.000 đồng, mà 18 mét vuông như vậy thì mình nhân 18 lên. Đó, là thứ nhất. Cái thứ hai, nó nói là phần còn lại dùng bằng gỗ lọ 2. Phần còn lại không phải là giống như Nguyên hồi nãy mà nói, Ri nãy nó mà rấu á, nó 75 mét vuông là không đúng. Đó, như vậy phần còn lại là có nghĩa là gì? À, 75 mét vuông mình lót này nè, mà mình lót 18 mét vuông rồi, nhưng phần còn lại là 75 trừ 18 là phần còn lại mà để mình lót á, là mình lót gỗ lọ 2 giá 170.000 đồng thì mình nhân lấy 170.000 đồng một mét vuông nhân với cái phần còn lại. Rồi mình tính luôn tiền công nè, công lót là 30.000 đồng mét vuông. Lót gỗ lọ 1 hay gỗ lọ 2 gì không cần biết, cứ một mét vuông là 30.000 đồng. Được chưa? Như vậy tổng cộng mà cái lót là 75 mét vuông, như vậy nhân 75 lên. Được chưa? Hai đứa hiểu không? Rồi, như vậy bây giờ người ta nói là giá trị của biểu thức này à. Rồi, giờ người ta bị tính giá trị biểu thức này nè. Đó, như vậy bây giờ tính nè, 18 nhân bây giờ là cái này là con tụi con là phải lấy giấy nháp ra tính nha. 18 nè nhân cho 350.000, 1, 2, 3, rồi cộng cho nè 75 trừ cho 18 nè nhân cho 170.000 nè, rồi cộng với 75 nè nhân cho 30.000 nè, đó bằng là nó ra là 18.240.000. Được chưa nè? Xuống dưới là gì? À, số tiền à, cần trả nè, không? Đó. Số tiền cần trả là tính cái biểu thức này ra. Rồi, nhưng mà bây giờ cái đó là tính cho biết thôi. Bây giờ mình tính cái biểu thức này giống như cái biểu thức mình tính này kia. Thứ nhất là trong một phép toán là gì? Có cộng trừ nhân chia thì ta nhân chia trước cộng trừ trừ sau, được chưa? Đó, con đã đưa cái này vô trong trong cái này, cái tính từ từ nè. Đó, nhân chia trước cộng trừ sau nè. Rồi, như vậy ở đây là có à, có gì đấy? Ở trong này là có à, có nhân, như vậy mình nhân trước nè. À, 18 nhân cho 350.000. Đó, tụi con là phải tính ra nghe. Là ở trong một biểu thức nếu như có phép nhân, nhưng mà nếu có dấu ngoặc thì mình phải tính trong ngoặc, đúng chưa? Đúng đúng, mình làm đồng thời luôn con. Bây giờ nè, ngay chỗ này là không có ngoặc, phép nhân mình làm trước, còn cái chỗ này mình làm một lần luôn, hiểu chưa? Rồi là 6.300.000. 6.300.000. À, 300.000, được chưa? 6.300.000. Rồi nè, như vậy cái này nè là có ngoặc, như vậy mình làm trong ngoặc này trước nè, được chưa? Đó, mình làm trong ngoặc này trước nè. Như vậy mình lấy 75 mà trừ cho 18 là trong ngoặc trước, đúng không? Là ra 57 nè. Đó, là ra 57. Rồi 57 xong là gì? Mình nhân cho cái này nè, được chưa? Rồi cái đồ cái này nè, cái nào đây, trong này phép nhân với là có ngoặc, mình làm ngoặc trước nè, được chưa? Đó, xong rồi mình lấy 75 nè, 75 này mình nhân cho 30.000, được chưa? Là ra 2 triệu
250.000. À, 2.250.000. Thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Xong rồi bắt đầu mình tính tiếp cái gì nữa đây? Bằng nè. Ở đây là 6 6 triệu. Ủa, hồi nãy nhân cái này là nhân thiếu rồi đúng không? 18 nè. Nhân cho 350.000 nè. Là nó ra là 6 triệu 300 ngàn, 6 triệu 300 ngàn, là thiếu số 0 đúng chưa? Rồi ở đây là ra 6 triệu nè, 300 ngàn nè. Rồi nè, cái mình cộng cho chỗ này 57 nè con, thấy chưa? 57 nè, nhân cho 170 ngàn, 57 nhân cho 170 ngàn, thấy chưa? Là nó ra là gì? 9 triệu 690 ngàn. 9 triệu, 9 triệu 600 90 ngàn. Rồi cái mình cộng chỗ này là 2 triệu 250 ngàn. Thấy chưa? Rồi, rồi xong cái biểu thức này rồi thì mình gì? Mình tính gì? Từ trái sang sang phải. À, 6 triệu 300 ngàn cộng với lại 9 triệu 690 ngàn. Nó ra là gì? 15 triệu 990 ngàn. 15 triệu. 15 triệu 990 ngàn. Thấy chưa? À, 15 triệu này. 990 ngàn. Rồi. Cái cộng cho 2 triệu 250 ngàn nữa. Như vậy mình cộng tiếp nè. Cho 2 triệu 250 ngàn. Là nó ra 18 triệu 240 ngàn. 18 triệu 240 ngàn. Thấy chưa con? Thấy tính chưa? Cái này là quán trị cái này cho biết thôi, chứ còn cái này là mình ở trong tập mình khỏi còn ngoài cái này nha, mình làm thực hiện giống Dạ. như mấy bữa nè, hiểu chưa? Mình ri hiểu chưa? Rồi, rồi cái bài 4 này á là hỏi đấu hỏi câu B. Còn là mấy câu kia làm được hết đúng không? Dạ. Ri, làm được hết chưa? Đó. Bài 10 làm được hết không? Bài 10 nó có chỗ số 3, 3 số 1 ở trên 2.1 mà 3 số 1 nó có chưa, con không hiểu cái này có chưa, còn B đó. Rồi, như vậy câu B là không bạn nào làm được. Rồi, nhìn ở đây. Con không hiểu có bằng mà 4 số 1 ở trên đào á. Rồi thì nhìn ở đây. Rồi trong một biểu thức mà có cộng trừ nhân chia nhân lấy lũy thừa, được chưa? Thì mình cái tính nhân lấy lũy thừa trước đúng không? Rồi nè, một mũ 111. Tụi con nhớ là một mũ bao nhiêu cũng bằng một. Nhớ chưa? Đây nè, một mũ 2 cũng bằng 1. Rồi 1 mũ 5 cũng bằng 1. Rồi 1 mũ nè 111 nó cũng bằng 1, thấy chưa? Nhớ nè, một mũ bao nhiêu nó cũng bằng 1. Như vậy là chỗ này một mũ 11 là nó bằng 1. Rồi tụi con chưa biết nè. Rồi cái này nâng lên lũy thừa nè. 7 mũ 2 là bằng 7 nhân 7 là bằng 40. À, 49. Được chưa? Mình làm đúng theo các bước như vậy, chậm xíu mà nó chắc. Rồi, trong cái biểu thức này giờ nè, có nhân chia cộng cộng trừ. Như vậy mà mình nhân trước nè, 2 nhân 1 bằng 2. Rồi nhân thì từ trái sang phải. 7 nhân 3 là bằng 20, 11, thấy chưa?
Tiếp tục trong biểu thức này là gì? Có phép nhân tiếp nè. 21 nhân cho 49 bằng 1029. 1029, được chưa? Xong cái chế, xong cái phép nhân rồi thì còn chỉ có cộng với trừ, thực hiện từ trái sang phải. 35 mà trừ cho 2 là còn 30. 33. 33 tiếp tục mình cộng vô nè. Rồi 9 cộng 3 là gì? 11. 9 cộng 3 là 10. 12. Viết 2 nhớ. Nhớ 1. 3 cộng 3 cộng 2 là 5, với 1 là 6. Rồi còn lại là 10. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Như vậy hiểu nè. Rồi hiểu chưa con? Hiểu là mở trả lời đàng hoàng nha. Dạ. Rồi, như vậy là giờ hiểu này rồi, nhớ nè, nhớ trong này nè, một mũ bao nhiêu cũng bằng một, nhớ rõ chưa nè. Rồi, bài này nữa đúng không? Đúng chưa hai đứa? Bài này đúng chưa? Anh đúng. Dạ đúng đó. Cái này cô A này, cái này có gì đâu. Người ta nói tính giá trị biểu thức khi x bằng 1. Khi x bằng 1 ta thay vào x bằng 1 tức là 2 nhân 1 mũ 3 cộng 3 nhân cho 1 mũ 2 cộng 5 nhân 1. Ủa đâu có là 11, còn 11 có 5 mũ 1 4. Nhân mà sao đó. Rồi tiếp tục nè. 1 trong phép tính mà có cộng trừ nhân chia nâng lên lũy thừa thì nâng lên lũy thừa trước. 1 mũ 3 là bằng 1, 1 mũ bao nhiêu cũng bằng 1. 1 mũ 2 cũng bằng 1. Được chưa? Rồi tới 2 nhân 1 bằng 2 nè, 3 nhân 1 bằng 3 nè, 5 nhân 1 bằng 5 nè. Thấy chưa? Yeah. Rồi có phép toán đó, cái số lớn thì từ trái không phải. Bây giờ cộng luôn đây, 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 5 bằng 10, 10 cộng 1 bằng 11 nè, được chưa? Nhớ nè, cái này là số, cái này là chữ, là giữa hai cái này mình không cần bấm dấu nhân. Nhưng số với số là mình phải bấm dấu nhân nè, mình không bấm dấu nhân là nó ra 21 liền à. Nhớ chưa? Đó, rồi tương tự như vậy câu B có gì đâu. Đơn giản ổn. A bằng 2 là thế vô 2 nè. 2 thì A là nhân 2 nè, rồi nhân B, B là 1, thế là 1 vô. Rồi 1 vô. Dạ thôi tính chứ có gì đâu hè. Nâng lên lũy thừa trước, 2 mũ 2 là 4, 2 nhân 2 là 4. Rồi 1 lũy thừa nhân lên trước, thấy chưa? 1 mũ bao nhiêu cũng 1. Rồi trong một phép toán là nhân chia trước cộng trừ 6, có số nhỏ mình nhân luôn nè. 2 nhân 2 bằng 4 nè, 4 nhân 1 bằng 4. Thấy chưa? Rồi bây giờ vô đây thì số nhỏ thôi, 4 trừ 4 bằng 0, 0 cộng 1 là ra 1. Hiểu chưa hai đứa con? Dạ hiểu. Dạ hiểu. Ừ. Rồi nhìn lên đây. Lúc 6 giờ sáng, một xe tải và một xe máy cùng xuất phát từ A đến B. Vận tốc của xe tải là 50 km/h, vận tốc của xe máy là 30 km/h. Lúc 8 giờ sáng, một xe con cũng đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Giả thuyết rằng có một xe máy thứ hai cũng xuất phát từ A đến B cùng một lúc với xe tải,
Đó. Và xe máy thứ nhất nhân đi với vận tốc 40 km/h. Hãy viết biểu thức tính quãng đường xe tải, xe máy thứ nhất và xe máy thứ hai đi được sau T giờ. Thì có gì đâu con. Quãng đường là con thức con nhớ tính quãng đường không? Con thức tính quãng đường bằng gì? Dạ, muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc chia cho thời gian. À, lấy vận tốc chia cho thời gian. Con rí. Dạ. Muốn tính quãng đường bằng gì? Muốn tính quãng đường là bằng cái gì? Đó, đứa thì nhân, đứa thì chia. Nghe nè, muốn tính quãng đường là ta lấy vận tốc nhân với thời gian, hoặc là thời gian nhân với vận tốc, nghe rõ chưa? Dạ. Nghe không rồi? Đâu đâu rồi? Ở đây. Nhân chứ không phải chia nghe con. Rồi. Như vậy vận tốc này xe tải là 50 nè, nhân thời gian ở đây là T nè. Sao T giờ nè? Như vậy 50 nhân với T, thấy chưa? Rồi tiếp tục nữa, quãng đường gì? Quãng đường đây chưa? Rồi quãng đường xe máy thứ nhất đi được. Chính À, là chữ xe tở, cho con hỏi chính là chữ tở đó là thời giờ bất bất. anh này con không đọc đề à? T giờ nè. Đặc biệt thì con nghe đi, con thứ hai đi được sao chữ tờ đi, có phải là thời giờ hay Sao? Đúng là rồi, con là thời gian á con. T giờ là thời gian, là mình đặt nó đó. Ví dụ đi trong 3 giờ là T bằng 3, mà đi trong 5 giờ là T bằng 5. Hiểu chưa? Đó là thời gian đó. Nó là một ẩn số. Ví dụ như đi trong 1 giờ thì T bằng 1, đi trong 10 giờ T bằng 10. Hiểu rõ chưa? Không biết là hỏi rõ ràng nha. Rồi xe máy thứ nhất đi là gì? Xe máy thứ nhất đi được nè. Xe máy thứ nhất, mà xe máy thứ nhất là đi với vận tốc 30 km/h. Như vậy 30 nhân cho T, được chưa? Rồi có quãng đường xe máy gì đấy? À, xe máy thứ hai cũng xuất phát. Như vậy xe máy thứ hai mà nó đi với vận tốc 40 của mấy giờ nè, cùng giả thiết rằng có một xe máy thứ hai cũng xuất phát từ A đến B cùng một lúc với xe tải và xe máy thứ nhất, nhưng đi với vận tốc là 40 km/h nè, thấy chưa? Như vậy là bằng 40 nhân T. Thấy chưa nào? Rồi gì nữa? Và có cái rồi gì nữa? Cùng một lúc. À, cái rồi lúc cái này lúc 6 giờ nha, xuất phát lúc 6 giờ, lúc 8 giờ nè. À, là một xe con cũng đi với vận tốc là đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Đó, như vậy là gì? Lúc 6 giờ đó đi tới là T giờ. Như vậy lúc 8 giờ mà đi tới T giờ, có phải là T trừ 2 ra không? Ví dụ như 6 giờ là tụi con xuất phát đi lên nhà nhà bạn, lên lên trường đi. Một đứa đi 6 giờ là 9 giờ tới trường.
còn một đứa là 8 giờ nó mới xuất phát, cũng 9 giờ tới trường. Như vậy đứa thứ nhất là đi mấy tiếng đồng hồ, mà đứa thứ hai đi mấy tiếng đồng hồ? Đứa thứ nhất nó xuất phát lúc 6 giờ, 9 giờ nó tới trường. Đứa thứ hai nó xuất phát từ lúc 8 giờ, 9 giờ tới trường. Và đứa thứ nhất đi mấy tiếng đồng hồ và đứa thứ hai đi mấy tiếng đồng hồ? Đứa nào trả lời được? Một đứa thứ Dạ, nhất. chú để con tính hả? Trả lời liền chị đâu tính? Tính chị. À, đứa từ đi từ lúc 8 giờ tới 9 giờ là đi 1 tiếng, còn đứa đi từ mấy giờ hả? Từ 6 giờ đến Dạ, 9 giờ. từ 6 giờ tới 9 giờ là đi trong 2 tiếng, còn từ 8 giờ tới 9 giờ là đi trong 1 tiếng. Tức là 6 giờ đến 9 giờ đi trong 2 tiếng, còn Ray đi mấy tiếng? 2 tiếng 14. Sao Ủa hai đây nó đi 1 tiếng mà. đứa nào cũng 2 tiếng à? Từ 6 giờ đến 9 giờ là đi 2 tiếng à? Hồi nãy em mới từ 6 giờ đến 9 giờ 1 tiếng. Không, có nói là hồi 8 giờ 9 giờ. Rồi 8 giờ đến 9 giờ đi 1 tiếng, còn 6 giờ đến 9 giờ là đi 2 tiếng à? 6 Ba đến tiếng. 7 nè, 7 đến 8 nè, 8 đến 9 nè, mấy tiếng? Từ 6 giờ đến Ba tiếng mà có 2 à? tiếng. Ba tiếng. Ủa chứ sao tụi con tính sao có 2 tiếng? Nhớ nè, nhớ dặn luôn nè, muốn mà tính cái giờ đi được thì ta lấy cái giờ sau ta trừ cho giờ trước, nghe rõ không? Đó, xuất phát lúc 6 giờ, 9 giờ tới, như vậy ta lấy 9 ta trừ 6 bằng 3, như vậy đi được 3 tiếng, nghe rõ không? Còn đó là gì? Xuất phát lúc 8 giờ, 9 giờ tới thì ta lấy thời gian sau ta trừ thời gian trước, 9 trừ 8 bằng 1, nghe rõ chưa? Đơn giản như vậy mà giờ cũng không biết. Rồi nhìn vô đây. Như vậy nè, lúc 6 giờ. Như vậy anh này là lúc 8 giờ mới xuất phát. Như vậy anh này xuất phát sau anh này là có phải là 2 tiếng không? Lấy thời gian sau trừ thời gian trước. Nghe rõ không? Đó, như vậy thời gian của cái anh mà đi xe hơi này á là nó ít thời gian hơn cái thời gian của anh đi hình xe máy với xe tải. Ít hơn 2 tiếng. Như vậy cái thời gian của anh xe máy xe tải là đi trong T giờ. Vậy cái thời gian của anh đi xe hơi là bao nhiêu? Nghe trả lời nè. Nghe trả lời nè. Cái anh mà đi từ 6 giờ đến 8 giờ. Nè, 6 giờ đến 9 giờ là anh đi 3 tiếng, đúng chưa? Rồi có anh mà đi từ 8 giờ đến 9 giờ là anh đi 1 tiếng. Vậy cái anh đi 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 8 giờ nó là anh đi ít thời gian hơn cái anh đi 6 giờ mấy tiếng? Dạ, đi ít thời gian hơn cái anh 6 giờ đến 1 tiếng. Một À tiếng. không. Phải suy nghĩ xem. Một anh đi từ 6 giờ đến 9 giờ tới, một anh cũng đi từ từ 8 giờ đến 9 giờ tới. Một anh đó là đi được 3 tiếng, anh đi 1 tiếng. Vậy cái anh đi 1 tiếng nó là anh ít hơn hơn cái anh mà đi 3 tiếng nó mấy tiếng? Dạ 2 tiếng. 2 tiếng, ta lấy 3 ta trừ 1 ra 2 chứ nhiêu mà suy nghĩ dữ vậy mấy con? Mấy con không cần suy nghĩ gì nhiều hết trơn á. Một thằng nó đi 3 tiếng, thằng nó đi 1 tiếng, như vậy là gì? 3 tiếng thì hơn, lấy 3 trừ 1 ra 2, như vậy anh kia hơn 2 tiếng. Có hiểu chưa? Như vậy một anh là đi T giờ, còn một anh là đi sau anh kia là 2 giờ. Vậy cái anh đi sau nó là T trừ 2, được chưa? Sau 2 giờ ta trừ 2 ra, giống như anh kia là 2, 6 giờ đi anh này 8 giờ mới đi là đi sau 2 giờ là ta trừ 2 ra. Có hiểu rõ không? Dạ hiểu.
Như vậy là bây giờ quãng đường của anh xe hơi đi là này, xe hơi nè, đó đi được, anh đi với vận tốc là 60 km trên 1 giờ đó, và anh thời gian của anh là t trừ trừ 2, được chưa? Tại vì sau 2 giờ anh mới đi, người ta xuất phát 6 giờ mà 8 giờ anh mới xuất phát nè, thấy chưa? Người ta 6 giờ ta xuất phát rồi, rồi anh 8 giờ anh mới xuất phát, là như vậy anh sau 2 giờ anh mới xuất phát, nhưng mà anh trễ hơn 2 giờ là trừ ra 2. Hiểu chưa? Đó, nhìn cho kỹ nè, quên nó rồi, học ở trên này là nó rất là chất lượng, có cái là không biết là hỏi. Nhớ mình đừng có giấu cái dấu của mình, đừng có giấu cái không biết của mình, muốn biết là phải hỏi, muốn giỏi là phải học, hỏi cái gì ở đây chị hết không mới giỏi được chứ. Đó. Rồi chứng tỏ rằng xe máy thứ hai luôn ở vị trí chính giữa xe tải và xe máy thứ nhất. Ở đây nè, chứng tỏ là gì? Chính giữa, tức là con lái cái xe máy thứ nhất nè, con cộng với xe tải, con chia đôi là nó sẽ ra cái quãng đường xe máy thứ hai, cho nên luôn luôn chính giữa. Như vậy chứng tỏ nè. À, đứng nhờ chứng tỏ nè, là con lái quãng đường xe máy xe tải nè, cộng quãng đường xe máy nè, chia đôi. Đó, quãng đường xe tải nè. À, quãng đường xe tải nè, đó. Rồi cộng với quãng đường xe máy nè, xe máy thứ nhất nè. Đó. Rồi con chia đôi, tức là chia cho hai á. Chia hai là nó ra chính giữa. Rồi bằng nè, 50T mà cộng 30T có phải ra 80T không? 50 cộng 30 ra 80T. Rồi 80T chia cho 2. Như vậy cái số ta không lấy chia cái số, à, cái chữ ta không chia mà số chia số, 80 chia 2 có phải là bằng 40 không? Rồi 40T, mà 40T là bằng y chang cái quãng đường xe thứ hai nè, thấy chưa? Đó, như vậy là vậy là gì? Xe máy thứ hai luôn luôn đi chính giữa là điểm nào? Chính giữa gọi là trung điểm á, đi chính giữa xe tải và xe máy thứ nhất. Được chưa? Rồi xong rồi, cái gì nữa đây? Viết biểu thức tính quãng đường xe máy thứ hai và xe con đi được. À, xuất phát ít giờ, cũng xe máy thứ hai cũng xuất phát lúc 6 giờ, cho nên là quãng đường thời gian anh đi được là t đây nè, thời gian anh đi được sau t giờ. Như vậy xe máy thứ thứ hai đi được là 40T, cũng là 40T. Cái khoảng cách là lúc 6 giờ xuất phát 8 giờ, 8 trừ 6 bằng 2 giờ là t trừ 2, đúng không con? Dạ đó. Như vậy anh này xuất phát lúc ít giờ, như vậy là ít trừ 6 giống như 8, mà 8 và trừ 6 đúng không? 8 trừ 6 thì ít trừ 6 nè. Đó, ít trừ 6 đã nè. Ít trừ 6 giống như 8 trừ 6 đúng không? Rồi cái lấy t trừ cho cái đó, t trừ cho cái đó. Như vậy ở đây t trừ, như vậy ở đây là phải đóng đóng ngoặc vuông lại. Rồi có hiểu cái này không?
Hai đứa hiểu này không? Hiểu. Dán lại lần nữa nè. Lúc 6 giờ là xe tải đi, nên lúc 8 giờ xe con mới đi. Tính thời gian sau tê giờ. Như vậy là thời gian nè, thằng anh xe con nè, anh xuất phát sau cái anh xe tải này 2 giờ, tức là 8 trừ cho 6, được chưa? Là bằng 2. Như vậy thời gian mà anh xe hơi nè, anh đi sau T giờ, tức là anh đi chậm hơn người ta 2 giờ, là T trừ 2. Thấy chưa? X trừ 6 là giống như 8 trừ 6 á. Anh là xuất phát 6 giờ, anh là 8 giờ, thì cái thời gian mà anh xuất phát sau là 8 trừ 6 là 2 giờ, là T trừ 2. Thì bây giờ anh xuất phát 6 giờ, anh xe hơi xuất phát lúc x giờ, như vậy là x trừ cho 6 là ra cái khoảng thời gian ảnh đi 6, rồi xong lấy t trừ cho cái này là thời gian của xe hơi đi, rồi nhân cho 6, 60. Hiểu chưa? Nghe rõ nha, đó giống y chang như vậy, y chang cái trên này mình đổ xuống dưới đang theo chữ x giờ thôi. Đến mấy giờ thì xe con ở chính giữa xe máy thứ nhất và xe tải. Rồi câu C nè. Thời gian xe con ở chính giữa xe máy thứ nhất và xe tải. Nè con, như vậy gì? Như vậy xe máy thứ nhất luôn ở chính giữa xe tải và xe máy thứ nhất này, thấy chưa? Xe máy thứ hai nè, luôn ở chính giữa xe tải và xe máy thứ nhất. Như vậy bây giờ muốn mà để xe con mà ở chính giữa xe máy thứ nhất và xe tải, tức là cái quãng đường của nó phải bằng cái quãng đường của xe máy thứ hai, đúng chưa? Tại vì xe máy thứ hai là ở chính giữa xe máy thứ nhất với lại xe tải. Bây giờ xe con ở chính giữa xe máy thứ nhất và xe tải, tức là nó bằng quãng đường xe máy thứ thứ hai, đúng chưa nè? Hiểu không? Quãng đường xe con đây. Đó, quãng đường xe con đó. Nó mong muốn ở chính giữa thì nó phải bằng của quãng đường của xe máy thứ thứ hai. Tại vì quãng đường xe máy thứ hai là luôn luôn là bằng chính giữa xe máy thứ nhất của xe máy thứ hai. Được chưa? Ủa hai đứa giảng dạy hiểu không? Hiểu, nó hỏi được chưa, im ra tới hồi mở lại nói rồi mới trả lời. Nhớ nè, xe máy thứ hai là luôn luôn đi chính giữa xe tải và xe máy thứ nhất. Mà bây giờ để xe hơi mà cũng đi chính giữa xe máy thứ nhất với xe tải thì quãng đường xe hơi nó phải bằng quãng đường của xe máy thứ hai. Đó, quãng đường xe máy thứ hai là 40T. Được chưa? Như vậy là quãng đường xe hơi đi được là 60T trừ 2. Nhưng mà hai quãng đường này phải bằng nhau. Đó, nhớ giải nè. Nhân phân phối, vậy đó mình học phép nhân phân phối rồi đó, 60 nhân T. Rồi, rồi trừ cho 60 nhân với trừ 2 nè, 60. Nhân với 2, đó, trừ nè, được chưa? Bằng 40 T. Đó. Bây giờ là mình tìm rồi mình biết rồi. Mình học chuyển vế chưa? Chưa học chuyển vế đúng không? Với vậy là gì? Số bị trừ nè, mà trừ cho số bị trừ mà trừ cho hiệu là nó ra số trừ, đúng chưa? Số bị trừ nè. Đó, trừ cho hiệu nè là 40 nè. Rồi là ra số trừ nè.
thấy chưa? Đó, bài này nó cho hơi ái này xíu nè, như là mình giải kiểu đó, thấy chưa? Số bị trừ, trừ cho hiểu ra số trừ. 60T trừ cho 40T là nó sẽ ra 20T. Thấy chưa? 60.000 mà trừ cho 40.000 tới cho đi 40.000 là còn 20. Rồi. 60 mà nhân 2 là ra 120. Thấy chưa? Bây giờ thừa số tích, muốn tìm thừa số chưa biết nè, không? Ta lấy tích chia thừa số đã biết. Đó. Như vậy là T sẽ bằng 120 mà chia cho 20. Như vậy suy ra T bằng T bằng 6, đúng chưa nè? T bằng 6, 6 lần 2 là 12, rồi T bằng 6. Vậy sau 6 giờ thì xe ô tô ở chính giữa, xe ở chính giữa xe máy thứ nhất và xe tải, được chưa?